cứ thế ấp. À, mấy nó mập lắm, nó không có đá được đâu chị. Em đập vô mặt nó. Trời ơi, trời ơi. Trọng mời đại diện nhãn hàng Jolly Mad Food tặng quà cho đội đỏ. Rồi cười lên, đội đỏ cười lên. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.